app VietJack, hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì, vào thư viện app, tải ngay app VietJack. Chào mừng các con đã quay trở lại khóa học tiếng Việt lớp 4 của VietJack. Các con thân mến, bên cạnh cơm ăn, nước uống thì tiếng cười yêu đời, những câu chuyện vui, hài hước là những thứ vô cùng cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Câu chuyện ngày hôm nay mà cô và các con cùng tìm hiểu có tên gọi Vương quốc vắng nụ cười sẽ cho các con thấm thía hơn về điều này. Tiết học tập đọc của chúng ta gồm 4 hoạt động chính. Hoạt động 1, luyện đọc đúng. Hoạt động số 2, tìm hiểu bài. Hoạt động 3, luyện đọc hay. Và hoạt động 4, củng cố. Bây giờ chúng ta đến với hoạt động đầu tiên, hoạt động luyện đọc đúng. Mời các con lắng nghe cô đọc một lần bài tập đọc Vương quốc vắng nụ cười. Trong quá trình cô đọc, mời các con nhìn lên màn hình và đọc thầm theo cô. Ngày xưa, có một vương quốc buồn chán kinh khủng, chỉ vì cư dân ở đó không ai biết cười. Nói chính xác là chỉ có rất ít trẻ con cười được, còn người lớn thì hoàn toàn không. Buổi sáng, mặt trời không muốn dậy, chim không muốn hót, hoa trong vườn chưa nở đã tàn. Ra đường, gặp toàn những gương mặt rầu rĩ, héo hon. Ngay kinh đô là nơi nhộn nhịp cũng chỉ nghe thấy tiếng ngựa hí, tiếng sỏi đá lạo xạo dưới bánh xe, tiếng gió thở dài trên những mái nhà. Nhà vua, may sao, vẫn còn tỉnh táo để nhận ra mối nguy cơ đó. Ngài họp triều đình và cử ngay một viên đại thần đi du học, chuyên về môn cười. Một năm trôi qua, thời hạn học tập đã hết, nhà vua thân hành dẫn các quan ra tận cửa ải, đón vị đại thần du học trở về. Ai cũng hồi hộp, mong nhìn thấy nụ cười mầu nhiệm của ông ta. Nhưng họ đã thất vọng, vị đại thần vừa xuất hiện đã vội dập đầu tâu lạy. Muôn tâu bệ hạ, thần xin chịu tội, thần đã cố gắng hết sức nhưng học không vào. Các quan nghe vậy ỉu xìu, còn nhà vua thì thở dài sườn sượt. Không khí của triều đình thật là ảo não. Đúng lúc đó, một viên thị vệ hớt hải chạy vào, tâu bệ hạ, thần vừa tóm được một kẻ đang cười sằng sặc ngoài đường. Dẫn nó vào, nhà vua phấn khởi ra lệnh. Còn nữa, theo Trần Đức Tiến. Như vậy, các con đã vừa lắng nghe cô đọc một lần bài tập đọc Vương quốc vắng nụ cười. Theo các con, bài tập đọc này chúng mình sẽ chia thành mấy đoạn. Đoạn 1 từ đầu cho đến chuyên về môn cười cợt. Đoạn 2 tiếp theo cho đến thần đã cố gắng hết sức nhưng học không vào. Và đoạn 3 là phần còn lại. Để các con có thể đọc đúng và trôi chảy bài tập đọc này, chúng mình sẽ cùng cô luyện đọc các từ khó nhé. Từ đầu tiên, kinh khủng. Từ số 2, hoàn toàn. Từ số 3, dầu dĩ. Từ số 4, héo hon. Tiếp theo, nhộn nhịp. Tỉnh táo. Tiếp theo, chúng ta có cửa ải, mầu nhiệm, dập đầu, ỉu xìu, sườn sượt, ảo não, sằng sặc. Bây giờ cô mời các con luyện đọc lại một lần nữa những từ này cùng với cô. Kinh khủng, hoàn toàn, dầu dĩ, héo hon, nhộn nhịp, tỉnh táo. Cửa ải, mầu nhiệm, dập đầu, ỉu xìu, sườn sượt, ảo não, sằng sặc. Trong bài tập đọc này có một số câu văn khá dài, chính vì vậy các con cần phải lưu ý về cách ngắt nghỉ ở các dấu câu và giữa các cụm từ. Vậy bây giờ chúng mình sẽ cùng cô luyện đọc một số câu văn dài trong bài này nhé. Cô có 2 câu văn sau, mời các con lắng nghe cô đọc. Ngay kinh đô là nơi nhộn nhịp cũng chỉ nghe thấy tiếng ngựa hí, tiếng sỏi đá lạo xạo dưới bánh xe, tiếng gió thở dài trên những mái nhà. Câu số 2, buổi sáng, mặt trời không muốn dậy, chim không muốn hót, hoa trong vườn chưa nở đã tàn. Bây giờ cô dành thời gian để các con luyện đọc cho cô 2 câu văn này, nhớ là ngắt nghỉ hơi ở các vị trí cô đã đánh dấu. Tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với ý cuối cùng của hoạt động luyện đọc đúng, đó là giải nghĩa từ. Từ đầu tiên, nguy cơ là điều có thể gây ra tai họa lớn. Thân hành, tức có nghĩa là tự mình làm, không để người khác làm thay. Cuối cùng, du học là đi học ở xa, thường là nước ngoài. Như vậy, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong hoạt động luyện đọc đúng. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu bài để hiểu được nội dung của bài tập đọc Vương quốc vắng nụ cười. Câu hỏi đầu tiên, tìm các chi tiết cho thấy cuộc sống ở vương quốc nọ rất buồn. Để có thể trả lời được câu hỏi này, cô mời các con, chúng mình cùng đọc lại cho cô toàn bộ đoạn 1. Sau khi đọc đoạn 1 thì các con có thể đã tìm thấy được các chi tiết cho thấy cuộc sống ở vương quốc nọ rất buồn chán. Những chi tiết đó sẽ là: mặt trời không muốn dậy, chim không muốn hót, hoa trong vườn chưa nở đã tàn, gương mặt mọi người rầu rĩ, héo hon. Ngay tại kinh đô cũng chỉ nghe thấy tiếng ngựa hí, tiếng sỏi đá lạo xạo dưới bánh xe, tiếng gió thở dài trên những mái nhà. Các con thấy rằng thông qua những chi tiết này, chúng ta có thể hình dung được cuộc sống tẻ nhạt, buồn chán ở vương quốc nọ. Tiếp theo, câu hỏi số 2, vì sao cuộc sống ở nơi đó lại buồn chán như vậy? Các con thân mến, sở dĩ cuộc sống ở nơi đó buồn chán như vậy là bởi vì cư dân ở đó không ai biết cười. Tiếp theo, câu hỏi số 3, nhà vua làm gì để thay đổi tình hình? Trước tình hình đất nước vô cùng buồn chán tẻ nhạt, nhưng may sao, nhà vua là người minh mẫn và ông đã nhận được mối nguy cơ của sự việc này. Chính vì thế, nhà vua đã tìm cách để thay đổi tình hình đó. Ông đã cử một viên quan đại thần đi du học ở nước ngoài, chuyên môn về cười cợt để mong rằng có thể thay đổi được tình hình đất nước của mình. Vậy, kết quả ra sao? Chúng ta cùng nhau trả lời trong câu hỏi số 4. Kết quả việc vua làm ra sao? Đọc đoạn 3, các con đã biết rằng sau 1 năm, viên đại thần trở về. Khi nhà vua và các quan đại thần phấn khởi ra tiếp đón, thì vị đại thần đó đã dập đầu xin chịu tội vì đã gắng hết sức nhưng học không vào. Khi nghe thấy thế, các quan ỉu xìu, nhà vua thì thở dài sườn sượt. Không khí triều đình vô cùng ảo não. Qua việc tìm hiểu các câu hỏi này, các con có thể thấy rằng cuộc sống ở vương quốc thiếu tiếng cười vô cùng tẻ nhạt và buồn chán. Đây cũng chính là nội dung của bài tập đọc Vương quốc vắng nụ cười. Vừa rồi thì chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu xong nội dung của bài tập đọc Vương quốc vắng nụ cười. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với hoạt động số 3, hoạt động luyện đọc hay. Để các con có thể đọc hay được bài tập đọc này thì chúng mình cần phải lưu ý về giọng đọc. Bài tập đọc này các con sẽ đọc với giọng chậm rãi, nhấn giọng vào những từ ngữ miêu tả sự buồn chán, âu sầu của vương quốc vì thiếu tiếng cười, sự thất vọng của mọi người khi viên quan đại thần đi du học thất bại trở về. Và các con lưu ý là phải đọc phân biệt lời của các nhân vật, ví dụ như là viên đại thần thì giọng ảo não, viên thị vệ thì đọc với giọng hớt hải vui mừng, nhà vua thì đọc với giọng phấn khởi. Ở trong bài tập đọc này, cô lựa chọn đoạn văn cuối cùng để các con luyện đọc hay. Bây giờ cô mời các con lắng nghe cô đọc mẫu. Vị đại thần vừa xuất hiện đã vội dập đầu tâu lạy: muôn tâu bệ hạ, thần xin chịu tội. Thần đã cố gắng hết sức nhưng học không vào. Các quan nghe vậy ỉu xìu, còn nhà vua thì thở dài sườn sượt. Không khí của triều đình thật là ảo não. Đúng lúc đó, một viên thị vệ hớt hải chạy vào: tâu bệ hạ, thần vừa tóm được một kẻ đang cười sằng sặc ngoài đường, dẫn nó vào. Nhà vua phấn khởi ra lệnh. Trong đoạn văn này, các con lưu ý là ngắt nghỉ hơi ở các vị trí cô đã đánh dấu và nhấn giọng ở các từ ngữ cô đã để màu đỏ. Cô tin rằng với sự chuyên cần chăm chỉ, chắc chắn các con sẽ đọc rất hay đoạn văn này. Tiếp theo, chúng ta đến với hoạt động cuối cùng, hoạt động củng cố. Trong hoạt động củng cố, cô có một trò chơi nhỏ dành cho các con. Trò chơi của cô có tên gọi Hồ cá của bé. Thể lệ của trò chơi này như sau. VietJack mới được mẹ tặng cho một chiếc bể cá vô cùng đẹp. Nhưng bể cá của VietJack chỉ mới có sỏi và một chút vỏ ốc, vỏ sò, bạn chưa có bất cứ thứ gì ở trong bể cá này cả. Vậy thì để giúp VietJack có một bể cá thật đẹp với nhiều loài cá khác nhau đang bơi lội thì chúng mình sẽ cùng nhau trả lời chính xác các câu hỏi. Cứ mỗi lần các con trả lời chính xác một câu hỏi thì bể cá của VietJack sẽ có thêm một đồ vật vô cùng xinh đẹp và đáng yêu. Vậy, các con hãy cố gắng để giúp cho bể cá của VietJack được hoàn thiện và đẹp đẽ hơn nhé. Chúng ta cùng nhau đến với câu hỏi số 1. Câu hỏi số 1 như sau. Qua bài tập đọc Vương quốc vắng nụ cười, ta thấy rằng cuộc sống thiếu tiếng cười rất tẻ nhạt. Phẩy, chấm ba chấm. Đáp án A hào hứng, đáp án B thú vị, đáp án C buồn chán và đáp án D đáng sống. Vừa rồi chúng mình đã cùng tìm hiểu bài tập đọc Vương quốc vắng nụ cười và các con đã biết rằng cuộc sống thiếu tiếng cười rất tẻ nhạt và buồn chán. Vậy phương án chúng ta lựa chọn ở đây là phương án C. Chúng mình cùng cô kiểm tra xem phương án C có phải là phương án chính xác không nhé. Phương án C là phương án chính xác. Vậy với phương án chính xác là phương án C. Như vậy với đáp án chính xác là đáp án C, chúng ta sẽ cùng nhau xem là Jack sẽ có thêm đồ vật gì vào trong bể cá của bạn ấy nhé. Ồ, trong bể cá của Jack đã có thêm một chút rêu và một chiếc san hô nhỏ. Chúng ta cùng nhau đến với câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2, giọng đọc của bài tập đọc Vương quốc vắng nụ cười là A. chậm rãi, B. dí dỏm vui vẻ, C. trầm buồn, D. ca ngợi quốc vương. Trong hoạt động số 3 luyện đọc hay, cô đã hướng dẫn các con về giọng đọc của bài tập đọc này. Các con có nhớ giọng đọc của bài tập đọc là gì không? Đúng rồi, giọng đọc của bài tập đọc này đó là chúng mình phải đọc với giọng chậm rãi. Vậy phương án A sẽ là phương án chính xác trong câu hỏi này. Với phương án chính xác là phương án A, cô trò mình sẽ cùng xem bể cá của Jack có thêm đồ vật gì nhé. Wow, với phương án chính xác của câu hỏi số 2, chúng ta đã được thêm rất nhiều đồ vật trang trí vào trong bể cá của Jack đấy. Chúng ta hãy cố gắng hơn nữa để cho bể cá của Jack càng ngày càng đẹp hơn nhé. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. Vì sao cuộc sống ở vương quốc lại buồn chán như vậy? A. vì ông vua độc ác, B. vì cư dân ở đó không ai biết cười, C. vì vương quốc rất ồn ào và D. vì cư dân ở đó rất nghèo. Chúng mình đã vừa tìm hiểu bài tập đọc này. Thông qua câu hỏi số 2, các con đã được biết rằng nguyên nhân khiến cho cuộc sống ở vương quốc buồn chán như vậy là bởi vì cư dân ở đó không ai biết cười. Vậy chúng ta phải lựa chọn phương án chính xác ở đây là phương án B. Với phương án chính xác là phương án B, chúng ta cùng quay trở lại để xem bể cá của Jack có gì thay đổi nhé. Với câu trả lời chính xác trong câu hỏi số 3, chúng ta đã giúp cho bể cá của Jack có thêm 2 chú cá rất xinh đẹp. Tiếp theo, chúng mình đến với câu hỏi số 4. Nhà vua đã làm gì để thay đổi tình hình ở đất nước mình? A. Nhà vua tìm một gánh hài về diễn kịch, B. Nhà vua nhờ các nhà khoa học tìm biện pháp, C. Nhà vua cử một đại thần đi du học ở nước ngoài về y học, D. Nhà vua đã cử một viên đại thần đi du học nước ngoài chuyên môn về cười cợt. Đây cũng chính là câu hỏi số 3 và chúng mình cùng nhau trả lời trong hoạt động tìm hiểu bài. Ở đây phương án chính xác là phương án D. Vua cử một viên đại thần đi du học nước ngoài chuyên môn về cười cợt. Vậy bây giờ chúng ta cùng xem bể cá của Jack có gì thay đổi nhé. Với câu trả lời chính xác vừa rồi, bể cá của Jack có thêm 2 chú cá vô cùng đáng yêu. Chúng ta cùng nhau đến với câu hỏi cuối cùng. Bài tập đọc được chia thành mấy đoạn? A. 3 đoạn, B. 4 đoạn, C. 2 đoạn và D. 5 đoạn. Trong hoạt động luyện đọc đúng, cô đã hướng dẫn các con chia bài tập đọc này thành mấy đoạn, các con còn nhớ không? Đúng rồi, chúng mình sẽ phải chia bài tập đọc này thành 3 đoạn các con nhé. Phương án A sẽ là phương án chính xác cho câu hỏi này. Vậy bây giờ chúng ta cùng quay trở lại để xem sự thay đổi và hoàn thiện của chiếc bể cá nhé. Ồ, với câu trả lời chính xác trong câu hỏi số 5, bể cá của Jack đã có thêm một chú rùa. Vậy là bể cá của Jack đã được hoàn thiện và có rất nhiều các loài động vật sinh sống ở trong này. Bể cá này vô cùng đẹp đúng không nào? Cô cảm ơn các con đã tích cực tham gia trò chơi vừa rồi của cô. Trò chơi vừa rồi của cô đã giúp các con tổng hợp và củng cố lại những kiến thức của bài tập đọc Vương quốc vắng nụ cười. Tiết học của chúng mình ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các con đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Hẹn gặp lại các con trong những tiết học tiếp theo. Khóa học VietJack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của VietJack.